Quý vị và các bạn thân mến, từ thế kỷ 16-17, nước Việt đã trở thành thị trường cạnh tranh ráo riết trên hải lộ giao thương thế giới của các cường quốc hàng hải. Nhiều nhà hàng hải, chuyển sáo hay thương nhân nơi xa đến đất nước bên bờ biển đã mô tả đầy đủ những đặc sản giá trị của miền đất này và có các thứ vô cùng quý giá mà chỉ triều đình mới có quyền buôn bán hay làm tặng phẩm nước ngoài. Kỳ Nam, Trầm Hương, Quế Chi thuộc loại tốt nhất, gỗ quý dư thừa để sửa chữa đóng mới thương thuyền hạng nặng, đó là những mỏ vàng cuốn hút nhà buôn phương xa. Giao thương với nước Việt trên trục hải lộ Á-Âu, thương khách đến từ các quốc gia khác nhau cũng sát phạt khốc liệt. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh kinh tế này cũng đem lại lợi ích cho người bản xứ. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại bối cảnh ngoại thương của Việt Nam trong thời kỳ này qua video ngay sau đây. Phố Hiến, thương cảng lớn nhất của Đàng Ngoài. Thế kỷ thứ 16-17, từ bản phương Tây theo đường biển mở rộng thị trường sang phương Đông, thương nhân Trung Quốc, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Hà Lan đến Việt Nam ngày càng nhiều. Chúa Trịnh chủ trương ngăn cấm việc ra vào tự do của ngoại kiều ở Kinh Đô. Năm 1663, Trịnh Tạc đã ra lệnh khu biệt người Hoa, không cho ở lẫn với người Việt Nam. Năm 1717, Trịnh Cương quy định những người Hoa mới sang bằng đường thủy thì cư trú ở Lai Triều, thị xã Hưng Yên ngày nay. Vô hình chung, các chúa Trịnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài cư trú ngày càng đông ở phố Hiến. Trước đó, các thương nhân nước ngoài đến buôn bán tại Việt Nam hầu hết chỉ dừng lại ở bến đảo Vân Đồn ngoài biển, rất xa Thăng Long. Đến thế kỷ 17, họ được ra vào phố Hiến sâu trong nội địa. Trong An Nam, Ký Du của Phan Đình Khuê viết vào năm 1688 có đoạn: vào thời điểm này, phố Hiến là nơi dừng lại của tất cả các thuyền bè nước ngoài từ bốn phương đến buôn bán ở Đàng Ngoài. Vào ba thập kỷ đầu của thế kỷ 17, nhiều chu ấn thuyền Nhật Bản đã cập bến phố Hiến. Từ năm 1604 đến năm 1634, đã có 35 thuyền đến Đàng Ngoài, trong đó có thương cảng phố Hiến. Hàng hóa ở đây chủ yếu là tơ lụa Việt Nam và bạc, đồng Nhật Bản. Từ năm 1641 đến năm 1645, sợi lụa Đàng Ngoài chiếm đến 51% tổng kim ngạch sợi lụa mà các tàu Hà Lan mang về Nhật. Cùng lúc đó, người Xiêm, Mã Lai ở Đông Nam Á, người Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp ở châu Âu đã đến buôn bán, lập thương điếm. Người Hoa có mặt ở đây sớm hơn, họ đến từ các tỉnh miền Nam Trung Quốc, đông nhất là Phúc Kiến. Người Hoa từ Vân Đồn cũng về tụ cư ở đây, hòa nhập vào cộng đồng dân cư người Việt, lập ra các phố Bắc Hòa Thượng, Bắc Hòa Trung, Bắc Hòa Hạ, Đông Đô, Quảng Hội để giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ nhau trong kinh doanh. Theo Ngô Thì Sĩ, một sử gia thời ấy, thì Đàng Ngoài vào cuối thế kỷ 18 có khoảng 5-6 vạn người Hoa ở đây làm nghề y, bán thuốc bắc, vải vóc, mật, hương. Cũng có một vài cơ sở thu mua tơ lụa cho phú thương, buôn bán với Nhật Bản. Theo một tác giả phương Tây đương thời thì trên mặt sông Hồng ở phố Hiến lúc bấy giờ đậu san sát các thuyền buôn Trung Quốc. Thương lái phương Tây đến phố Hiến sớm nhất là người Hà Lan, thông qua những người Nhật giỏi buôn bán, thạo tiếng Việt, hiểu phong tục tập quán Việt Nam. Giới hải thương đến từ các quốc gia khác nhau đã có nhiều cuộc sát phạt. Ngoài việc giành lợi nhuận cho từng chuyến tàu, họ còn muốn tìm thế đứng lâu dài ở miền duyên hải nước Việt. Người Hà Lan buôn bán với ta chủ yếu là trao đổi bạc lấy tơ sống hoặc tơ đã dệt, quế, sa nhân để đưa sang Nhật Bản. Thương điếm của họ xây dựng giống như một khu quân sự, có hào bao quanh, có lính bảo vệ, ngay sát bến thuyền nhưng lại xa khu phố dân cư. Họ có lực lượng lao công phục vụ, không dùng người địa phương. Thương điếm của Anh thì tồn tại được 25 năm. Theo tài liệu lưu trữ của công ty Đông An của Anh, do tiến sĩ Farrington cung cấp, thì số thuyền nước ngoài đến và đi từ phố Hiến năm 1672 là 10, năm 1673 là 3, năm 1674 là 7, năm 1675 là 6, năm 1676 là 5, năm 1677 là 10. Hàng nhập khẩu có đủ loại, trong đó có một số hàng xa xỉ phẩm cho vua chúa, vũ khí là vật liệu chế thuốc súng, đồng, bạc, vàng, thuốc bắc, đồ sứ và hàng dệt Trung Quốc. Hàng xuất khẩu gồm một số sản phẩm tự nhiên, chủ yếu là hương liệu, tơ sống, hàng dệt bằng tơ, đồ gốm sứ, đồ gỗ sơn, nhiều nhất là tơ tằm.
hàng nhập khẩu được chuyển lên Thăng Long và tỏa đi các nơi. Thật là một bức tranh sinh động về nền thương mại sầm uất của phố Hiến. Thương cảng phố Hiến có tác dụng thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong nước. Đối với Đàng Trong, phố Hiến cũng là trung tâm vận chuyển hàng hóa cho vùng Thuận Hóa, Quảng Nam. Lê Quý Đôn trong Phủ Biên Tạp Lục có ghi: trong danh mục hàng hóa chứa ở kho nội hàm của chúa Nguyễn có chiếu Thuận Thành. Thuyền buôn Trấn Sơn Nam vào trao đổi hàng hóa với các phố cảng vùng Thuận, Quảng có nhiều mặt hàng bán chạy đến nỗi thu gần hết số lượng tiền đồng đúc từ Phú Xuân, gây nên nạn khan hiếm tiền đồng. Vậy thì đất Việt Nam ta thời bấy giờ có những thứ gì khiến các thương điếm phương Tây cạnh tranh nhau để được giao thương? Câu trả lời có trong ghi chép trong cuốn Sứ Đàng Trong năm 1621 của giáo sĩ dòng tên người Ý Cristoforo Borri. Chúng tôi xin trích lược một đoạn nhỏ được đăng trên báo Tuổi Trẻ.vn. Trầm hương, kỳ nam và vàng bạc. Loại cây này có rất nhiều, nhiều nhất là trên núi Kẻ Mọi. Cây rất to và rất cao. Nếu gỗ cắt ở cây non thì tạo ra trầm hương. Có rất nhiều và ai muốn lấy bao nhiêu tùy thích. Nhưng khi lấy ở gốc già thì đó là kỳ nam, rất khó kiếm. Vì hình như thiên nhiên cho những cây đó mọc trên những ngọn núi cao nhất và hiểm trở nhất để được thảnh thơi già cỗi đi, không ai làm hại được mình. Thỉnh thoảng có ít cành gãy và rời khỏi thân rơi xuống, hoặc vì khô quá hay già cỗi quá, và khi người ta nhặt được thì đã mục nát và mốc thách. Nhưng đó lại là thứ có giá nhất và lừng danh nhất gọi là kỳ nam, vượt hẳn trầm hương thông thường, rất nhiều về tác dụng và hương thơm. Trầm hương thì ai cũng có thể bán tùy thích, nhưng Chúa giữ độc quyền buôn bán kỳ nam vì hương thơm và tác dụng đặc biệt của nó. Thật ra ở chính nơi nhặt được nó rất thơm, rất dịu. Tôi đã muốn thử mấy miếng người ta cho và đem chôn dưới đất sâu chừng hơn 5 chân, cách đo thời xưa, tức là khoảng 0,34 mét, thế mà vẫn thơm. Kỳ nam nhặt tại chỗ thì giá khoảng 5 đồng duca, đồng tiền vàng của Ý, một líu, tức là khoảng nửa cân. Nhưng ở hải cảng xứ Đàng Trong, nơi buôn bán thì đắt hơn, nghĩa là 200 duca một líu. Nếu tìm được một tấm lớn có thể làm gối đầu hay gối dài thì người Nhật mua tới 300 hay 400 duca một líu. Không chỉ khảo tả đặc tính trầm hương và kỳ nam ở rừng, giáo sĩ Borri còn tinh tế phát hiện cả lợi nhuận của thương nhân nước ngoài khi tìm mua mặt hàng quý hiếm này ở Đàng Trong. Nhưng chỉ một tàu chở đầy trầm hương cũng đủ cho thương gia trở nên giàu có và sung túc suốt đời. Thế nên phần thưởng lớn nhất của Chúa cho thuyền trưởng Malacca là cho phép ông buôn trầm hương. Ấn Độ có tục hỏa thiêu xác người chết bằng gỗ rất thơm nên họ cần ngay một số lượng lớn. Với những gì đã tận mắt nhìn thấy và tận tai nghe, Borri còn hào hứng kể: sau cùng, xứ Đàng Trong còn rất nhiều kim khí quý và nhất là vàng. Để hiểu biết thêm bằng vài lời những gì đáng được kể dài dòng hơn nữa về sự giàu có của xứ này thì tôi kết thúc chương này bằng lời của các thương gia châu Âu đã có dịp tới đây. Họ quyết rằng xứ Đàng Trong có nhiều của cải hơn Trung Quốc mà chúng tôi biết là rất dồi dào về mọi thứ. Thực tế vùng đất này có nhiều mỏ vàng cũng được chính chúa Nguyễn thừa nhận. Trăng trối với người con thứ 6 tức chúa Nguyễn Phúc Nguyên, chúa Nguyễn Hoàng đã dặn dò: núi sẵn có vàng sắt, biển có cá muối, thật là đất dụng võ của người anh hùng, nếu biết dạy dân luyện binh thì đủ để xây cơ nghiệp muôn đời. Hiện nay mỏ vàng Bồng Miêu ở Quảng Nam vẫn được khai thác, nhưng từ năm 1749, thương nhân Pháp Pierre Poivre đã nhìn thấy tài nguyên quý giá này của nước Việt. Con sông này xuôi dòng tới những mỏ vàng quý giá hơn toàn bộ của Đàng Trong. Đây là những cái mỏ làm ít mà hưởng nhiều, vàng pha trộn với thứ đất đo đỏ, và lắm khi tìm được những hòn vàng nặng tới 2-3 lạng. Những chuyến tàu đầy hàng. Ngoài những sản vật quý hiếm như trầm hương, kỳ nam, vàng bạc, tổ yến, sừng tê giác, ngà voi mà Borri và nhiều người nước ngoài khác đã mô tả, các nhà buôn người Hoa, Nhật Bản và phương Tây đến nước Việt còn mua được nhiều thứ khác để chất lên thương thuyền của mình. Đó là các loại gỗ quý dùng cho ngành đóng tàu, đồ gốm sứ, tơ lụa, đường mía, trầu cau, mật ong, quế chi và nhiều loại gia vị khác. Nếu như thương nhân Trung Quốc và Nhật Bản bị cuốn hút bởi các sản vật quý hiếm, trầm hương, kỳ nam,
ngà voi, sừng tê giác, da trâu, sữa ong chúa vốn rất được đề cao ở nước họ, thì thương thuyền phương Tây hay tìm mua hàng phổ thông hơn như tơ lụa, khoáng sản, mía đường, gia vị và đồ gốm sứ. Tài liệu lưu trữ của công ty đông ấn Hà Lan kể rằng, suốt một thời gian dài của thế kỷ 17, đồ gốm sứ đàng ngoài đã trở thành loại hàng rất hấp dẫn với các nhà buôn nước họ, bên cạnh các mặt hàng khác như là tơ lụa và gia vị. Chỉ trong năm 1669, thương điếm Hà Lan ở đàng ngoài đã gom mua 381.200 chén gốm cho thương nhân của mình đến trở đi bán ở thị trường phương Tây và ở các nước trong khu vực. Và ngay trong tháng 1 cùng năm, thương thuyền Overvin của Hà Lan đã mua lại toàn bộ số lượng đồ gốm khổng lồ đó. Một năm sau, thương thuyền Pitor của họ lại chở đi 177.240 chén gốm của đàng ngoài. Rồi sang năm 1670, cũng con tàu này đã quay lại sông Hồng và tiếp tục chở đi 214.160 món đồ gốm đàng ngoài. Nguồn thư tịch cổ ghi lại của các nhà buôn phương Tây và cả Trung Quốc cũng cho rằng có nhiều nguyên nhân đồ gốm sứ nước Việt trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Ngoài lý do bế quan tỏa cảng, chiến sự triền miên ở Trung Quốc cũng như thời kỳ tỏa quốc ở Nhật Bản, ngoài chuyện đã làm cho các lò gốm của họ bị bế tắc đầu ra, còn có nguyên nhân là hàng nước Việt ngày càng chất lượng hơn. Các bức thư thương điếm Hà Lan ở Batavia, Jakarta kể ban đầu về việc mua hàng gốm sứ từ đàng ngoài để làm đồ đằm tàu cho chuyến trở về sau khi đã bán hàng, nhưng sau đó đã thu được lợi nhuận tốt nhờ chất lượng ngày càng được cải thiện. Chính thương khách Trung Quốc, dù ở quốc gia rất mạnh về sản xuất gốm sứ nhưng vẫn tìm đến mua hàng ở nước Việt ở đàng ngoài. Chỉ 3 tháng sau khi chiếc tàu Overvin của Hà Lan chở đầy gốm đàng ngoài đi bán, một thương thuyền của Trung Quốc cũng cập cảng Phố Hiến và tìm mua 70.000 cái chén. Có những thời điểm thương thuyền nước ngoài hút hàng người Việt đến mức họ không thể tìm mua đủ hàng cho chuyến quay về. Đó chính là lý do phải chịu thêm phí tổn cho việc mở thương điếm mà Hà Lan, Anh, Pháp đã thực hiện, hay dựng cả các phố buôn chuyên biệt của mình như người Trung Quốc, Nhật Bản làm ở Phố Hiến và Hội An. Sách Lịch Triều Dư Địa Chí ghi chép rằng, các hàng hóa nước ngoài khi nhập khẩu đều phải nộp thuế gọi là thuế tuần. Để đảm bảo nguồn thu thuế vào các hàng hóa ngoại, nên đã đặt một đồn thuế chính ở thôn Xích Đằng và đặt một đồn thuế phụ ở bến Kê Châu Kim Động. Thuế hàng ngoại người nước ngoài phải nộp bằng hiện vật nên đã lập ra một kho hàng bên cạnh đồn thuế chính đều ở thôn Xích Đằng. Người góp công lớn nhất cho sự trù phú của Phố Hiến chính là các thợ thủ công và thương nhân người Việt, người Hoa, Nhật Bản và phương Tây. Triều đình cho họ ở các khu phố riêng dành cho người Hoa, người Nhật và người nước ngoài. Ở đây dần xuất hiện các công trình mang phong cách kiến trúc đa dạng của người Hoa và người phương Tây. Phố Hiến không chỉ là trung tâm giao thương kinh tế, mà còn là một trung tâm văn hóa lớn thời bấy giờ. Suy thoái và chìm vào quên lãng. Những biến động chính trị xã hội Việt Nam đã góp phần làm Phố Hiến suy thoái. Kinh thành phát triển ở Huế cùng với cảng Thuận An, rồi những dòng Hoa Kiều phải thay đổi nơi chốn kinh doanh trong các cuộc khởi nghĩa của Hoàng Công Chất, Nguyễn Hữu Cầu đã làm cho Phố Hiến chìm vào quên lãng. Các thương điếm phương Tây ở Phố Hiến và kẻ chợ lần lượt đóng cửa. Các tàu buôn phương Tây hầu như còn rất ít ở vùng đàng ngoài. Sang tới thế kỷ 19 dưới triều Nguyễn, vai trò một đô thị kinh tế, một thương cảng quốc tế của Phố Hiến giờ đây không còn nữa. Năm 1804, dưới thời vua Gia Long, Trấn Lỵ Sơn Nam Thượng từ Phố Hiến đã được di chuyển về Châu Cầu Phủ Lý. Năm 1831, với cuộc cải cách của vua Minh Mạng, tỉnh Hưng Yên được thành lập trên địa bàn Phố Hiến cũ, mang nhiều chức năng quân sự nhưng đã mất đi hoàn toàn vai trò về kinh tế. Sau thời vàng son, ngoại thương Việt Nam suy thoái, vua Gia Long mất, con cháu nối chuyển vương quyền và ngày càng thận trọng hơn trong quan hệ với nước ngoài. Bên cạnh yếu tố khách quan như tham vọng xâm chiếm thuộc địa của phương Tây với châu Á bấy giờ, còn có lý do nội tình và tầm nhìn trong nước. Hàng thế kỷ trôi qua, bao vương triều hưng thịnh rồi suy vong, chỉ lợi ích dân tộc là mãi mãi, chẳng ai về được quá khứ, nhưng tương lai bắt đầu từ chính bước chân ngày hôm nay.